Hello mấy bạn, đã quay lại với kênh của đặc sản miền Tây quê tôi nha. Hôm nay cửa hàng mình xin giới thiệu một đặc sản mới ha. Đặc sản này là của chính gốc miền Tây luôn. Này là sản phẩm này là của Cà Mau các bạn. Đây là con khô cá dứa ba nắng ha. Mấy bạn đã biết rồi, con khô cá dứa thì đặc sản là của Cần Giờ. Nhưng mà ở Cần Giờ người ta chỉ làm cá dứa một nắng thôi. Và cái con khô cá dứa này là hàng ba nắng, hàng này là chuyên gửi đi nước ngoài ha. Hàng này thì mình đặt trực tiếp làm từ Cà Mau gửi lên ha. Hàng này là hàng cá dứa chính hiệu nha. Lưng có sọc đen các bạn thấy không? Lưng sọc đen đàng hoàng ha. Và cái bụng mỡ rất là vàng. Đây là cái sản phẩm cá dứa chính hiệu nha mấy bạn. Và hàng này là hàng từ Cà Mau gửi lên ha. Hàng cá dứa của mình rất là khô và ba nắng, có hai túi hút ẩm ở trong và một cái giấy thấm dầu ha. Mọi người gửi đi xa rất là an toàn và có thể gửi lên được tới 15-20 ngày bình thường ha. Cửa hàng mình đang bán lẻ sản phẩm này với giá 299. Mọi người có nhu cầu lấy nhiều thì inbox ha, giá cực kỳ là mềm nha.